theo mình từng sửa 5 lần thì mình ưng cái dáng mũi này nhất, tại vì cái dáng mũi này nó phù hợp và nó rất là tự nhiên. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Thị Hồng Nhung, mình đến từ Úc. Hôm nay là mình đến, mình cắt chỉ là 14 ngày, mình sửa là cấu trúc sụm tai. Trước khi sửa cái sống mũi này, mình đã sửa hết 5 lần, đây là lần thứ 6. Thì mình rất là ưng ý về cái sống mũi hiện tại của mình. Trước kia mình ưa theo những theo cái phong trào là sửa mũi kiểu hơi cao, hơi tây. Nhưng mà giờ thì mình phát hiện ra là khi mà mình sửa cao quá thì nó dễ bị lộ sống. Với cái thứ hai nữa là nó không có tự nhiên, nó chỉ đẹp khoảng chừng 2-3 năm trước. Còn 2-3 năm sau thì nó sẽ bị dễ lộ sống hơn. Khi mà mình vô tình mình lướt qua một cái Facebook thì mình thấy bác sĩ Trần Phương. Mình thấy bác sĩ sửa rất là tự nhiên, hợp với cái khuôn mặt người châu Á của mình. Nên mình quyết định theo dõi khoảng chừng 6 tháng. Rồi xong rồi mình nấu hỏi ý kiến chồng thì ông xã mình cũng đồng ý và ủng hộ mình. Mình cũng có rất là nhiều bạn cũng sửa rất là nhiều nơi. Nhưng mà những người bạn mình sửa thì nói kiểu hơi lây tây. Mình thì mình thích theo kiểu châu Á hơn. Mình cũng có theo dõi nhiều cái Facebook và mình thấy là bác sĩ Phương sửa là theo cái kiểu như là theo những gì mình mong muốn, nên mình tin tưởng và mình lựa chọn bác sĩ Phương. Thì trước khi mà mình lại đây thì cũng có nhiều bạn cũng rủ mình đi lại mấy cái chỗ thẩm mỹ khác, nhưng mà mình không thay đổi ý định. Mình là người dạng mình theo dõi những cái chi tiết bác sĩ làm, nhưng mà khi mà bác sĩ lấy cái sụn tay là không hay. Còn về bác sĩ làm mũi thì mình thấy là bác sĩ làm rất là kỹ lưỡng, chăm chú, và từ khâu mình cảm nhận được bác sĩ khâu rất là tỉ mỉ cho mình. Bác sĩ sửa mũi em thì em cho 9.5, còn 5 điểm là tại vì bác sĩ làm rất là nhanh, em chưa kịp ngủ đó, em cũng đang ghiền ngủ. Đi đâu ai cũng khen nói là mũi tự nhiên rất đẹp, nên mình rất là vui. Chồng là người khuyến khích mình đi sửa mũi mà, nên sau chuyến này về phải thương chồng nhiều hơn. Mình có một bà dì thì dì đó hơi tiếc nuối vì dì đó sửa khác nơi với mình. Cũng sửa giống cấu trúc sụn tai nhưng mà không được ôm phôm như mình. Theo mình từng sửa 5 lần thì mình ưng cái dáng mũi này nhất, tại vì cái dáng mũi này nó phù hợp và nó rất là tự nhiên. Nên mình rất thích, là nói chung là ai nhìn vào cũng thích cái sống mũi này hết. Kiểu như là rất hợp với cái khuôn mặt. Mình cảm ơn bác sĩ Phương rất nhiều thì đã đem lại cái sống mũi như mình mong muốn. Giờ thì mình xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình chia sẻ. Cảm ơn.